Thật ra không ai muốn ngân hàng sụp đổ đó các bạn, ngân sụp đổ đó nó là một cái gì đó rất là xấu tại vì ngân hàng sụp đổ sẽ dẫn đến người ta thất nghiệp, sẽ dẫn đến hệ lụy của à, những cái ngành khác cho nên không ai muốn ngân hàng nào sụp đổ hết. Chúng ta à, đã thấy được người dân đã có ý thức hơn về ngân hàng thật sự là an toàn như thế nào. Hello hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Và đương nhiên cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Khi mà chúng ta thấy rất là nhiều những người mà gửi tiền đó họ đến những ngân hàng địa phương như là First Republic hay là Park West Bank Corp, đây là những hàng ở địa phương đó thôi. À, thì khi mà họ tới rút tiền, đó, các bạn nghĩ tiền nó đi về đâu? Đương nhiên họ không phải rút tiền đem về nhà cất rồi các bạn. À, một phần thì có đây là họ dùng tiền để đầu tư, một phần khác đó có thể là họ rút tiền rồi họ đem vào ngân hàng khác. À, và chúng ta cũng thấy được là Charles Swap đã nói, họ nhận được rất là nhiều tiền gửi vào. Nói chung đó thì từ tháng 2 tới bây giờ đó họ đã có thêm 42 tỷ đô la gửi vào ngân hàng Charles Schwab, đây là ngân hàng lớn hơn, à, đây là một ngân hàng mà nhiều người biết đến. Thì Charles Schwab nói là tính cái số 42 tỷ này có nghĩa là trung bình mỗi một ngày họ nhận thêm được 2 tỷ đô la. Thì sau có sự kiện này đó, cái mà chúng ta nhận ra được là những ngân hàng lớn lại rất có lợi khi mà mọi người lo lắng những ngân hàng địa phương đó họ tới rút tiền ra, xong rồi họ đem đến những ngân hàng lớn hơn như là Chase, uh, Bank of America was Fargo và Charles Schwab để mà gửi khiến cho những hàng này đã có thêm rất nhiều tiền thì có thể nhiều bạn sẽ hỏi thuận là tại sao mà người ta không gửi ngân hàng lớn để cho an toàn mà người ta lại lựa chọn à, gửi tiền những hàng nhỏ như là SVB, First Republic tại sao như vậy thì đây là những ngân hàng địa phương các bạn những ngân hàng này đó thường họ sẽ có những cái ưu đãi dành cho những người mà ở địa phương đó các bạn có thể gửi tiền à, để mà mua những cái như là à, gửi tiền lấy lại theo kỳ hạn đó thì có thể là có phần trăm lãi suất tốt hơn các bạn à, gửi tiền ngân hàng này thì các bạn có thể là vay mượn để mua nhà mua xe với lãi suất tốt hơn nhiều so với những ngân hàng lớn cho nên có lý do hết và những ngân hàng nhỏ này thì thủ tục nó sẽ đơn giản hơn nhất là các bạn à, muốn mở một cái account cho cái công ty của mình có thể nhiều bạn nghĩ là ngân hàng nào cũng giống nhau mà thôi Các bạn có thể mở một cái account với lại Chase, Wells Fargo hay là những ngân hàng như là First Republic thì cũng rất đơn giản Đó là các bạn nói tới mở ngân hàng tư nhân mà thôi Chứ còn nếu như mà các bạn mở ngân hàng cho công ty đó thì nó khó hơn rất nhiều Phải chứng minh đủ thứ hết các bạn Và đó cũng là một trong những cái khó khăn trong thị trường crypto này Tại sao mà thị trường crypto họ lại lựa chọn để mà làm ăn với một số những ngân hàng Mà các bạn thấy được là hai ngân hàng lớn bây giờ coi như cũng đã đóng cửa rồi Đó chính là Silvergate và thứ nhì là signature thì tại sao mà phần lớn những cái công ty crypto lại làm ăn với những ngân hàng này? Tại vì thủ tục nó đơn giản hơn nhưng mà cũng không có nghĩa là bây giờ chúng ta không còn ngân hàng nào hỗ trợ crypto nữa. Thôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát. Nhưng mà nói chung tình hình của những ngân hàng địa phương hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều, không còn có sự hỗn loạn nữa. Mọi người đã coi như bình tâm trở lại sau một đêm rồi và đối với những cái sự kiện xảy ra đó chúng ta lại thấy được là giá của btc lại có, có sự tăng trưởng từ thứ sáu tới bây giờ và lần tăng trưởng này có nhiều ý nghĩa đặc biệt như là thường đã chia sẻ với các bạn à, trong những video trước các bạn thấy được là btc được tạo ra sau cái cuộc khủng hoảng của tín dụng năm 2008 và nhiều ngân hàng sụp đổ và vì lý do những ngân hàng sụp đổ đó người ta mất lòng tin dẫn đến là chúng ta có Toshi gây dựng lên BTC và cũng chính thời điểm này chúng ta đã thấy cái sự hỗn loạn của những ngân hàng ở Hoa Kỳ thì một lần nữa BTC lại khó có cái sự tăng trưởng và không chỉ riêng nào nghĩ gì đâu các bạn thấy được là một trong những nhà chiến lược của morgan stanley một những ngân hàng lớn ở hoa kỳ à, cũng nói là đây là thời điểm mà bdc chứng minh được giá trị của mình và morgan stanley đã nói là bitcoin đã tạo ra để cho bất cứ ai cũng có thể tự lưu trữ tài sản của riêng mình ở trong một cái ví điện tử mà không cần phải thông qua bất kỳ một ngân hàng trung gian nào hết đây là một điều mà rất đặc biệt chúng ta chưa từng có trước đây và kết luận của Morgan Stanley là BTC đó hoàn toàn có thể tiếp tục tồn tại và phát triển cho dù là không có ngân hàng nữa sau này Nhưng mà đương nhiên nếu chúng ta chỉ nói riêng về giá của BTC tính theo đồng đô la thì chúng ta vẫn phải cần sự hỗ trợ của cái dòng tiền bên ngoài vào trong thị trường BTC và đương nhiên cái đó cần phải có ngân hàng nhưng mà BTC hoàn toàn có thể hoạt động như một mạng lưới riêng rẽ mà ngân hàng có sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến BTC và đó chính là cái giá trị cốt lõi của BTC một cái loại tài sản mà chúng ta chưa từng có trước đây các bạn có thể tự lưu trữ tài sản của riêng mình trong một cái ví điện tử Chúng ta không thể làm được điều đó với những cái loại tài sản khác như là bất động sản hay là vàng Có thể dễ dàng di chuyển được, không ai có thể đóng bằng được, không ai có thể tịch thu được Là một tài sản hoàn toàn nằm trên Internet và đó chính là giá trị cốt lõi của BTC thì cái đó dán giá bao nhiêu tiền tùy theo là mọi người thôi các bạn các bạn đều là cái gì cũng đáng giá hết chúng ta nói là đồng hồ thì nhiều người cũng xem đồng hồ rất là quý giá nhiều người khác có thể là không xem nó quý giá bằng nhưng mà đối với một số người nó lại cực kỳ quý giá thì BTC cũng như vậy các bạn đối với thuận thì rất là quý giá tại vì đây là một tài sản mà các bạn có thể tự lưu trữ và có thể di chuyển một cách dễ dàng và nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy cho nên các bạn được là BTC mới có thể trụ được trong vòng mười mấy năm qua và giá cả tăng theo thời gian thì đối với thuần đối với nhiều người BTC rất là đáng giá có thể đối với một số người Bitcoin không đáng giá đó là quan điểm của mọi người mà thôi các bạn nhưng mà quan điểm của mỗi người nó không có phải là quan điểm chung của cả thị trường Đó là điều mà các bạn nên hiểu ở đây Cho nên những người mà họ không thích BTC Họ thường áp dụng quan điểm của họ là quan điểm của tất cả mọi người Nhưng mà không phải là các bạn Tùy theo là các bạn là ai Thường cảm thấy BTC rất là đáng giá Thường cảm thấy BTC rất là có giá trị Cho nên Thuận mới dành thời gian 6 năm qua chia sẻ với các bạn về BTC, chia sẻ với các bạn về một thị trường mới như thế này. Và không chỉ riêng là Morgan Stanley, chúng ta có công ty Trezor, công ty mà làm ví chữ lạnh Trezor thì họ cũng nói tương tự, họ nói là những cái sự kiện ở đây xảy ra như là cái sự sụp đổ của ngân hàng Silvergate, SVB đó là tốt cho btc thật ra không ai muốn nhà sụp đổ đó các bạn ngân sụp đổ đó nó là một cái gì đó rất là xấu tại vì nhà sụp đổ sẽ dẫn đến người ta thất nghiệp sẽ dẫn đến hệ lụy của à, những cái ngành khác cho nên không ai muốn ngành nào sụp đổ hết nhưng mà cái ý của chozo nói đây đó là chúng ta à, đã thấy được người dân đã có ý thức hơn về ngân hàng thật sự là an toàn như thế nào có thể là trong thị crypto này đó chúng ta đã gặp quá nhiều sự cố trong nhiều bao năm qua các bạn chúng ta có những cái vụ hát rất là lớn chúng ta cũng có những cái vụ tấn công DeFi chúng ta cũng có những cái uh, sự kiện như là mất phép dẫn đến là uh, nhiều người trong thị trường này cũng đã giống như làm quen với những cái sự kiện lớn đó rồi nhưng mà đối với một người bình thường người ta chỉ đi làm và tôi chỉ chú tâm tới à, là công việc của người ta hàng ngày và có tiền thì để cho ngân hàng mà bây giờ gặp một sự cố như vậy đó sẽ khiến cho nhiều người rất là thất tỉnh các bạn giống như là họ không ngờ là cái điều này có thể xảy ra trong hình crypto này chúng ta đã có một cái uh, câu nói rất là quen thuộc rồi đó chính là not your key not your crypto có nghĩa là các bạn không có khóa cá nhân thì crypto đó không phải là của bạn giống như các bạn gửi tên sàn thì các bạn đâu phải là người giữ khóa cá nhân đâu cái crypto đó trở thành crypto của Sang. và cũng tương tự nếu như mà tiền không nằm trong cái sắt của bạn thì tiền đó không phải là của bạn nói chung đó là khi mà thuận coi tv đó mỗi lần mà có phỏng vấn ai về cái sự kiện ngân hàng sụp đổ gần đây thì bên dưới đó chúng ta lúc nào cũng thấy có một dòng chữ là bitcoin đang tăng trưởng 20% các bạn bitcoin lại trở thành một trong những đề tài được bàn tán xôn xao ở trong ngành tài chính hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.